Alo, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi. Và anh em chúng tôi đã phải huy động toàn bộ cái lực lượng ở trong cơ quan đến để lắp hai cái đường internet miễn phí cho cái khu vực cách ly này. Dạ, hai là cán bộ. Siêu thông. Đi làm nào. Đại úy Dương Văn Thông. Đi đầu là thượng tá. Cái gì Thiện nhỉ? Đức em ơi. Bịt khẩu trang vào đi nè. Covid đấy. Đẹp trai không? Casper của Casper 49 inch. Giá 7 triệu. Cần gì các anh cứ lắp vào tí nữa. Lên là chụp CD là xong. Các anh nào? Còn số hình TV nữa mà. Cái này xong cách xong vụ cách ly này, TV có thành lý không? Đó, chắc là bọn huyện nó làm vậy. Cái này của ông Huyền ông bảo ông chỉ đạo đội huyện đội. Cái này cài đặt mạng cho họ phát để xem. Đi là TV Android. Ở đây chắc là wifi không đặt mật khẩu đâu. Không một đặt. Thế thì kệ TV tự kết nối. Giới thiệu vài khu cách ly đi các em. Hiện tại là mai tập đoàn Covid-19 sẽ về đến Thiên Thủy. Cháy nha. Chúng ta hãy trông chờ vào một cái kết thật bất ngờ. Bây giờ nó đang ở ngoài huyện này. Đang cách ly ở bệnh viện này. Mấy người rồi anh? Mười mấy người á? Đang cách ly ngoài huyện, mai nó ở hot vào đây đúng không? Mai nó hot vào đây. Thì 16 người rồi. Ở đâu về? Toàn người trong huyện mình ấy. Nhưng mà đi đâu về đi? Đi Hà Nội về. Bạch Mai đúng không? Bạch Mai về. Rồi, đã phát. Anh... Ê, ông kia đi Bạch Mai kìa. Anh Thiện Mai vào đây mà ngủ. Kiểu gì anh cũng bảo Mai vào đây. Ông có ổ điện anh ra ấy. Rồi. Để sẵn đi một cái. Không có đủ một cái này thôi. Cái kia cận các bạn. Cái kia Mai bọn đấy là... Không có hình cái này cứ đi xong rồi thôi. Cái này lười đâu mà mai nó mới đi ra mà. Mai nó mới mày có nhà này. Đi cách ly mà có đầy đủ như này cũng sướng nhỉ. Còn nóng lạnh nhỉ anh? Còn thích cách ly không? Mai cho cách ly luôn. Mai cho anh Thông kìa, đại úy Thông kìa. Đại úy Thông đội mũ. Mai bây giờ sao đây? Bảo ai đặt tôi như nào sáng mai mình biết lối mình vào làm lại một tí chứ không có. Bởi vì anh mà di chuyển là nó cái lúc mà di chuyển mà họ làm đây mình vào là nó dễ việc đấy. Nào vào đây thì chỉ có anh Thiện vào thôi. Điên à? Không. Mày đi vào bàn. Con điều khiển cắt vơ làm giống của Samsung ngày trước nhỉ? Rồi, à, cái đường ngon hết rồi nha. Con cắt vơ. Em đi. Con này á? Ừ, cắt vơ. Con này đi giống cắt vơ. Giống cái thằng điều khiển Samsung ra được cái này giống cái... Smart remote của Samsung. Khu vực này cách ly rất đẹp. Khi nào anh Thiện cần một cái giường thì chết vậy. Đức em muốn không? Thì anh đăng ký cho một giường. Ôi nhà chật. Ở nhà rộng, ở nhà. Anh Thông. Hả? Muốn một giường không? Sao? Cái gì đó? Đã đấu nối đâu mà thiết bị. Thượng tá Bùi Văn Thiện, đội mũ lễ chai, rất đẹp. Đấy, 300 mét luôn ạ. 300 mét á? Thế đầu kia? 1.000. Cái nhà kia mà? Hai cái 1.000 đấy. Đầu phát cái anh tí nữa em bán cho em nghiệm thu. Tao thiếu đầu phát à? Đấy em điếu nào. Thiết bị để vứt dưới xe. Bỏ nhà trà đi Minh. Ok, vui lắm. Ok và hô. Nó đấu dùng thử đấy. Ok, làm hơi đấu cùng lúc. Thì đấu dùng thử thì khu vực cách ly này. Khi nào cho trường thêm một đường nữa. Bỏ nhà trà đi Minh. Đấy, thì vẫn dán nhãn đầy đủ nhưng mà viết nó hơi bồ láo thôi. Anh chưa kích hoạt. Đấy, được chưa? Sao đâu, nào tránh đi là được.
Anh Hòa kéo nhanh nhở? Loáng phát em vừa làm cái nhà khoảng độ tầm 20 mét xuống đấy xong rồi. Khủng đấy. Địt mẹ mai mà em vào là vỡ mồm đấy. Mày khả nghi em lắm. Em mà bị cách ly thì cũng cho anh em đi theo thôi. Cùng anh em nghỉ một loạt. Ở đây không có. Anh phải vào chỗ phòng nội trú kìa. Đây nội trú gì nữa? Ở đây là phòng học mà. Phòng học á. Phòng nào chỉ có nước không? Đây là tắm giặt tỉa đái thế nào? Tỉa đái đâu à? Tất cả trong phòng á, cái thằng này khép kín hết mà. Phòng nào khép kín hết mà. Sao đây cái phòng nào như cái chẳng xin. Bật điện lên. Nói cái cãi. Nội trú mà lại ngày xưa ảo suốt. Ngày xưa anh Hòa ở trên Hòa Bình à? Hả? Ờ, đó là Hòa Bình đấy. Ở bên trường à đâu rồi? Phổ thông dân tộc nội trú đó. Tây, nội trú mà. Xong anh nhá. Ờ. Nhưng mà sáng mai phải vào đây cách ly thì sao? Mở nhạc lên. Dạ. Nguyên BA1 này ở đâu đây? Ý là ra là không đầu nối được đúng không? Đơn lẻ xong rồi cho nó xem YouTube cũng được. À đơn lẻ đây này, có hai cái đơn lẻ này, lẻ DT5 và cha sao là Nguyễn DT26. Đây là cái wifi mà Viettel đang trang bị cho khu cách ly. Ở cái khu cách ly này thì được miễn phí hai đường internet.